Đã bao giờ bạn bị người khác xúc phạm vì ngoại hình của mình chưa? Tôi lớn lên với những lời miệt thị chỉ vì tôi cao, to, da tôi đen, thường xuyên bị so sánh với các bạn nữ đồng trang lứa, tôi mặc cảm lắm. Nhưng dần dần, thay vì buồn, tôi tập trung rèn luyện bản thân nhiều hơn. Giai đoạn đó cũng là lúc tôi đạt được những danh hiệu đầu tiên và bén duyên với con đường nghệ thuật. Nhớ lại, lúc đạt giải quán quân F-Idol 2012, tôi dành hết tiền giải thưởng ủng hộ quỹ Operation Smile dành cho trẻ em hở hàm ếch. Hồi đó tôi chỉ mong việc làm của mình sẽ góp phần gây ảnh hưởng đối với tương lai của các em, để sau này các em không phải tự ti về ngoại hình của mình nữa. Là một người yêu sự thử thách, tôi luôn vươn tới phiên bản tốt hơn của bản thân. Dù có là những thành tích tốt đẹp hay là những điều gây tranh cãi cho dư luận, tôi trân trọng và rút ra bài học từ mọi hành trình mà mình đi qua. Đã có lúc tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có gì làm chậm được mình lại. Nhưng có những biến cố xảy ra làm cho tôi chán nản, mệt mỏi, tôi dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Cho đến cuối năm 2022, tôi cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên mang tên Đoán Xem. Trải qua những năm tháng tập luyện trong im lặng, tôi đã rất cố gắng để dấn thân mình vào con đường trở thành một nghệ sĩ âm nhạc. Nhiều ngày tháng học cách thu âm, tôi thậm chí còn học cách chỉnh video cùng ekip để cho ra sản phẩm âm nhạc thứ hai, CML, vào năm 2022. Trải qua bao nhiêu vai trò, bao nhiêu cuộc thi, bao thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp, với tinh thần học hỏi và vươn lên không ngừng, dù có trầy da chốc vẫy, giờ đây tôi tâm niệm rằng, dù bạn có là ai, bạn có làm gì đi chăng nữa, hãy yêu thương chính bản thân mình. Love your body, be yourself. Dù bạn như thế nào, bạn cũng xứng đáng được yêu thương. Và đó cũng chính là thông điệp mà tôi muốn lan tỏa trong cuộc thi Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 dưới tư cách là một thí sinh. Tôi, Ngô Thị Quỳnh Mai, số báo danh 117, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là người mẫu, rapper, diễn viên. Hãy đồng hành cùng tôi trong hành trình mới này. It's my call.